Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng này thiện hiện, đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn đại từ, nên ngay trong đại từ nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu đại từ. Do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng